Kính thưa quý vị, Hà Đức Bình xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và trải qua những tập phát sóng mà Hà Đức Bình được giao lưu trực tuyến cũng như là chỉ có một mình Hoàng được tương tác với quý vị khán giả tại phim trường, nhưng Hoàng không cảm thấy cô đơn bởi vì những lượt xem, những lượt chia sẻ, những bình luận đầy tích cực đến từ quý vị khán giả chính là những động viên to lớn dành cho ekip thực hiện chương trình. Hy vọng là chúng ta sẽ nhanh chóng được quay trở lại với ngôi nhà thân thương quen thuộc, với những khách mời đáng yêu là những nghệ sĩ ngôi sao, là những khán giả hâm mộ đến đây chúng ta cùng khám phá về những gu ẩm thực, những sở thích về ăn uống và đặc biệt là những công thức chế biến ngon ngon. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón chào nhân vật mà chúng ta sẽ bàn đến ngày hôm nay. Đó là ai? Và đó chính là gà. Đúng rồi, thịt gà chính là một trong những nguyên liệu lương thực thực phẩm rất là cần thiết cho đời sống ẩm thực của chúng ta. Với số lượng đạm hay là số lượng mỡ tối thiểu sẽ giúp cho con người chúng ta hoạt động cũng như là sử dụng theo nhiều mục tiêu khác nhau. Nếu như những gymer, những vận động viên muốn được giảm số lượng mỡ tối thiểu mà có thể tăng cơ thì sử dụng phần ức gà, hay là những bé nhỏ nhà Hoàng đi rất là thích ăn cánh gà và đùi gà. Riêng Hoàng á, thì lòng gà cũng rất là hợp lý cho những bữa ăn. Và bây giờ với nguyên liệu chính là gà thì các khách mời, các nghệ sĩ, các khán giả hâm mộ sẽ tận dụng món thức ăn này để chế biến với những công thức ra sao. Xin mời quý vị đến với khách mời đầu tiên nha. Hai món ăn đó là cơm gà và mì Quảng. Cái món này khá đơn giản, không phức tạp lắm. Cha lợi thế về món nào hơn? Dạ chắc em chọn cơm gà. Kể cả cơm gà hay mì Quảng thì em không phải là người miền Trung, nên là em có thể nấu cơm gà với một cái kiểu mới. Hy vọng là anh Tiền sẽ thích. Bây giờ thế mạnh là gì thì cũng phải chọn mì Quảng rồi. Dạ đúng rồi, phải chọn mì Quảng của em. Và cơm gà. Dạ. Của em. Trai đẹp nên lựa chọn món ăn cũng thiệt là hợp lý quá đi. Cơm gà. Và chắc chắn là Lê Xuân Tiền cũng biết cách làm sao để cân đong đo đếm lượng tinh bột và lượng đạm trong món thịt gà và món cơm, làm sao cho hợp lý cho bữa cơm của mình. Và chắc chắn rồi, dù tập luyện cỡ nào nhưng mà mình cũng cần phải có đầy đủ chất dinh dưỡng để không khiến bản thân bị mệt mà. Và bây giờ chúng ta hãy thưởng thức món ăn khác liên quan đến gà của hai ngôi sao khác, hai nghệ sĩ, đó chính là Tôn Kinh Lâm và Orange. Với Tôn Kinh Lâm thì bạn ấy chọn món cánh gà chiên nước mắm, còn ca sĩ Orange thì lại rất là thích món gà sốt mật ong. Nghe hấp dẫn quá đi. Xin mời chọn một trong hai món này, tôi sẽ đọc tên nhé. Đó là cánh gà chiên nước mắm và ếch xào xả. Đó, bây giờ trong hai món này Phạm Mỹ sẽ được chọn một trong hai món. Dạ em bà. Xin chọn món ếch xào xả ớt. À, là sở trường của Thoại Mỹ hả? Dạ đúng rồi. Món ếch xào xả là của Thoại Mỹ nè. Xin mời bạn giữ. Đây. Và món cánh gà chiên nước mắm là của Thanh Tuyết. Với chiến thắng thuyết phục cả ba từ khóa thì Hòa được quyền chọn một trong hai món ăn ghi ở đây, gồm có cơm hến là món đặc trưng của Huế nè, món gà sốt mật ong. Món nào là sở trường của Hòa? Cho em chọn món cơm hến đi ạ. Món cơm hến. Dạ. Đây, còn món gà sốt mật ong dành cho ta lô. Rồi, em cảm ơn chị. Sau khi nghệ sĩ xuất hiện cùng với đơn đặt hàng của họ thì lập tức sẽ có sự xuất hiện của những đầu bếp là khán giả hâm mộ mong muốn đến giao lưu và nấu ăn cho các nghệ sĩ thần tượng. Và bây giờ sẽ là những phần giới thiệu rất đáng yêu của họ. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu hai bạn fan hâm mộ đến để nấu cho Lê Xuân Tiền ăn. Ok. Xin mời bạn Phương Trà và bạn Mỹ Hạnh. Xin chào hai bạn, mời hai bạn ngồi. Wow, hai cô nàng xinh đẹp, đối thủ đáng gần của Hà Thu trong ngày hôm nay. Mới bước ra như thế này thì có xem chương trình thì như cái phần cuối cùng là mình khách mời chấm điểm đúng không? Đúng rồi. Bước ra như thế này sao mà chấm điểm được ta? Thì thôi, mình tới đây mình chấm đồ ăn ngon chứ mình không có chấm ngoại hình nha Tiền. Bây giờ cái ngoại hình là cái bắt mắt đầu tiên mà mình phải ưu tiên chứ đúng không? Bây giờ mời Mỹ Hạnh em giới thiệu một chút về bản thân mình nhé. Em xin chào chị Hà Thu và anh Xuân Tiền và tất cả khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện tại nghề nghiệp em đang là diễn viên. Ngoài việc mà mê cái vẻ điển trai của anh Lê Xuân Tiền thì ai cũng mê đó, thì một cái điểm gì nữa của anh ấy mà cuốn hút em mà làm cho em phải lặn lội đến chương trình ngày hôm nay?
đắp. Nó mới xoay qua cười tươi, rất là tươi. Nụ luôn. Cười đúng không? Trước khi mình nói lý do vì sao mà mình lại yêu mến Lê Xuân Tiền đến như vậy thì chị giới thiệu một chút về bản thân mình nha. Xin chào mọi người, thì mình là Thu Trà, hiện tại mình cũng là diễn viên. Nhưng mà nãy giờ chưa nghe là mọi người ví dụ như là nghề nghiệp là diễn viên, không có cái nghề tiếp theo liên quan tới nấu ăn luôn. À nếu mà được thì tương lai em sẽ mở nhà hàng nấu ăn. Tôi nghĩ là cái việc nấu ăn á, đó là một tài năng thiên bẩm của đa số phụ nữ đó. Tại vì cái đó không phải là cần một nghề nghiệp hay là cần một cái khóa học gì hết mà vì đam mê thôi. Cùng chào đón hai fan hâm mộ đến để nấu ăn cho Lâm ăn trong ngày hôm nay nhé. Dạ vâng. Vâng, chào đón bạn Thoại Mỹ và bạn Thanh Tuyết. Hello. Hai cô gái vô cùng xinh xắn mà lại nấu ăn ngon. Cảm xúc của Lâm thế nào? Hồi hộp kìa. À, hồi hộp kìa, gì thấy tóc mồ hôi hết rồi đó. Chào hai bạn. À, Thoại Mỹ ơi, mình giới thiệu một chút về bản thân nha. Dạ, em xin chào chị Hà Thu, em xin chào anh, em xin chào bạn cùng chơi. À, em tên là Nguyễn Thoại Mỹ, năm nay em 20 tuổi và hiện tại là em đang làm idol livestream. Idol livestream, hèn gì xinh vậy. Bình thường ở nhà livestream vậy thì có thời gian nấu ăn không? Hay là mình không biết nấu ăn nhưng mà tại mê thần tượng mình quá cho mình ráng học món nào đó để mình tới đây mình nấu cho anh ăn. Dạ, thì thực ra em cũng mê nấu ăn và cũng vì thần tượng nên mới đến đây. Trời ơi, rồi đó, thấy là được điểm lợi thế rồi đó. Bây giờ Thanh Tuyết nè, bạn giới thiệu một chút về mình nhé. Và cái lý do vì sao mà bạn lại quyết định tới đây mà bạn nấu ăn cho Lâm ăn? Em tên là Tuyết, năm nay em đang là sinh viên năm tư. Ừ. Sau khi coi MV của chị Hương Giang á, thì em thấy anh Lâm, xong em mê quá. Sau khi mà thấy có tin anh Lâm tham gia Khẩu Vị Ngôi Sao, em quyết tâm em nấu, học nấu. Bây giờ mình mời ra đây hai fan hâm mộ để xem hai bạn đó sẽ vượt qua những thử thách cũng như là những câu hỏi để giành phần nấu cho mình một trong hai món này. Xin mời hai bạn Ta Lô và Nhật Hòa. Xin chào hai bạn. Trời ơi. Mời hai bạn. Mọi người có là fan của em thiệt không vậy? Thiệt chứ. Trời ơi, không thể tin được mình lại có fan đẹp trai như thế này. Bây giờ mời Ocean kiểm chứng một vài thông tin để xác thực xem có phải là fan thật không. Thử hát mấy bài của Ocean thử coi. Bài chưa Ocean hả? Vậy thì đem hát một bài. Tình nhân ở đến đây được không? Để anh khẽ ôm vào lòng. Cả thế giới bỗng nhìn như chẳng quan trọng. Rồi làm đi một bài. Rồi làm đi một bài khác. Hình như em yêu đuối cần một người giang đôi tay khi có anh đây rồi. Hình như anh trong vắng sợ một mình. Cũng biết cũng thuộc đó. Dạ. Mà tại vì hơi khớp một chút. Dạ, xíu thôi. Rồi. Cấp huy hiệu fan chân chính nha. Đóng dấu cho đó, cả chứng nhận. Rồi bây giờ Ta Lô giới thiệu một chút về bản thân ha. Em là Ta Lô và hiện tại em đang là huấn luyện viên cá nhân. À, Nhật Hòa. Dạ. Giới thiệu một chút xíu nha. Dạ. Xin chào mọi người, em là Nhật Hòa và em đang là diễn viên. Phần chào hỏi xong rồi, bây giờ chúng ta cùng khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao thôi. Các bạn khán giả hâm mộ sẽ đều phải vượt qua thử thách với 3 hoặc là 5 ô số bí ẩn. Đằng sau mỗi ô số đều là những cụm từ khóa liên quan đến thói quen và sở thích ăn uống của từng nghệ sĩ ngôi sao. Và bây giờ sẽ là Lê Xuân Tiền với cụm từ khóa là quê tôi. Ấy chà, liên quan gì đến món cơm gà ta? Từ khóa số 3 xin mời. Quê tôi Đà Nẵng. Đà Nẵng là quê thứ hai. Quê đầu tiên là quê đầu tiên là tự sinh ra Phú Yên, lớn lên Đà Nẵng, rồi lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên là đi đâu cũng rất là biết nhiều chỗ ăn là vậy đó. Quê tôi thì nói đây Phú Yên trước, gà rất là ngon. Cái món cơm gà là cái món mà tiện thích nhất ở Phú Yên. Mà mỗi khi mà có dịp về quê á, sáng nào phải đi ăn cơm gà trước, xong mới đi làm những cái việc khác. Ví dụ như sáng đó mà không đi được á, là trưa phải đi ăn hoặc là tối đó phải ăn, bắt buộc phải ăn luôn á, nó thèm tới mức độ đó. Lúc lớn lên Đà Nẵng á, cái máu mà thèm cơm gà rồi. Thì khi ra Đà Nẵng có một cái đợt đầu tiên đi Hội An chơi. Hội An là một cái nơi rất là đẹp nữa. Mỗi khi đi về đó tham quan Hội An, vừa ăn được cơm gà, vừa ăn được những cái món chè mà chè gánh á. Bây giờ mình rất là hiếm gặp được những cái đó. Về Hội An được cái mình nhìn được là đây là một cái nét văn hóa đẹp của Việt Nam mình. Và bây giờ sẽ là trai đẹp Tôn Kinh Lâm. Không có tin được rằng là anh ấy lại không thích vị đắng chứ.
Đương nhiên rồi, cuộc đời chúng ta thì cái vị cay đắng mấy ai mong muốn đâu. Nhưng mà còn trong ẩm thực, vị đắng cũng chỉ là một trong những cái nét đẹp của ăn uống mà. Tại vì cay hay là đắng hay là chua, mỗi vị đều có một nét đẹp riêng. Thì với Tôn Kinh Lâm thì lại không thích điều này. Nó được thể hiện qua cái cụm từ khóa là đắng lòng. Nhưng mà những kinh nghiệm chia sẻ để giảm bớt độ đắng trong khổ qua cũng rất là hữu ích nha quý vị. Từ khóa số 3 xin mời. Đắng lòng, sao mà toàn ngậm ngùi và đắng lòng thế Lâm? Rất là sợ ăn những món ăn mà liên quan tới vị đắng như là khổ qua. Nếu muốn làm ăn được khổ qua thì phải kiểu sơ chế như thế nào đó mà cái vị đắng nó bớt bớt lại. Cho nên là Lâm chỉ ăn được hai bạn khổ qua. Có biết làm thế nào để giảm vị đắng của khổ qua không? Muốn giảm vị đắng của khổ qua thì mình ngâm qua nước muối. Khi nấu thì có thể thêm chút đường. Còn muốn khổ qua giòn hơn thì mình ngâm với đá. Có vẻ rất chuyên nghiệp. Tiếp tục với nhân vật là Tôn Kinh Lâm thì có một cụm từ khóa khá là quen thuộc với quý vị khán giả: từ bỏ thói quen. Đây là một trong những thói quen không có tốt trong lúc mà chúng ta đang ăn uống, dùng bữa với gia đình hay là người thân của mình. Đó chính là vừa ăn, vừa xem tivi, vừa đọc báo, vừa đọc truyện, vừa xem điện thoại. Bản thân Hoàng cũng đã từng phạm phải cái lỗi này. Nên chúng ta cố gắng nha, khắc phục điều này để hệ tiêu hóa được tốt hơn. Dạ em xin mở từ khóa số 1 ạ. Từ bỏ thói quen, và đó cũng chính là từ khóa có huy hiệu thần bếp. Chúc mừng Thoại Mỹ. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được một sự giúp đỡ từ Lâm khi mà bạn nấu nướng nhé. Đừng quên. Lâm ơi, chia sẻ một chút về từ bỏ thói quen. Có ai có thói quen là vừa ăn vừa coi phim không? Hầu như nhờ, vừa coi điện thoại, vừa coi phim. Như là em nhớ mang máng là tầm 7-8 tuổi gì đấy, vừa ăn vừa coi phim, mà ăn một cái bát canh dưa hồng, em vừa ăn vừa coi, coi xong nuốt luôn và mắt hồng luôn. Thở không được. Từ đó thì em bỏ luôn cái thói quen là chỉ tập trung ăn thôi, không có coi phim hay làm một bất cứ một cái gì trong việc khi ăn nữa. Tuổi thơ của mình cũng dữ dội nha. Dữ dội lắm. Đó là một thói quen xấu mà tất cả chúng ta đều nên bỏ, đúng không? Còn với ca sĩ Orange thì sao nào? Khi được giao lưu với MC Hà Thu thì dường như là hội chị em rất là hợp khẩu hợp ý với nhau. Hai chị em liên tục sử dụng những cụm từ khóa khá là thú vị, trong đó có chữ xí xòn. Xí xòn sao ta? Orange đã chia sẻ câu chuyện thú vị khi mà cô ấy trực tiếp vào bếp. Chà, không biết là hai chị em vào bếp như thế nào đây? Từ khóa số 3, xin mời. Xí xọn, Ocean xí xọn lắm hả ta? Ngày còn nhỏ, em mới lớp 3, lớp 4 à. Thì em thấy mẹ em với bà ngoại em là rất là tháo vát ở trong bếp. Lúc nào cũng nấu cơm, nấu rất là nhiều món ăn ngon cho gia đình. Cho nên là em cũng bắt chước. Mà hôm nào nấu ăn em cũng tranh để em vô em nấu hết á. Thì bữa đó em cũng mới coi cái chương trình nấu ăn trên TV. Em thấy cô này nấu cái món mực nhồi thịt, xong rồi mình chiên lên. Em thấy trời ơi, sao mà nó ngon mà nó hay quá, nó còn phức tạp nữa. Cho nên là em đã quyết định là: mẹ, bà ngoại, tối nay khỏi nấu cơm, để cho con nấu. Chỗ tài đúng không? Để cho con nấu. Cũng rất là tự tin. Tự tin mà tại vì mấy lần trước là luôn thành công. Thì em nhồi thịt vô mực rồi em hấp lên. Sau đó mình sẽ đem đi chiên. Tới cái lúc chiên, em mới thả cái mực vô một cái, một cú nổ lông trời lở đất, cái bùm, hai bàn tay của em bị văng dầu vô bỏng, mà văng dầu rất là nhiều luôn, cho nên là bỏng hết hai bàn tay. Và trời, em khóc mà em cảm thấy trời sao tôi ngu quá, biết vậy thôi để bà ngoại với mẹ nấu ăn được rồi. Thì cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Nhưng mà rất may là khi mà em lớn lên rồi thì sẹo nó không có bị lồi. Không có thấy sẹo gì hết đúng không? Rất là may. Cái sẹo bé tí thôi. Không hiểu lý do vì sao mà bữa nay ban biên tập lại cung cấp cho Hoàng một cái tấm phản, rồi một cái rổ banh. Nhớ mãi đâu là cái tập phát sóng của nghệ sĩ Tôn Kinh Lâm thì các bạn khán giả hâm mộ cũng phải vượt qua thử thách đối kháng, đó chính là giữ thằng bằng. Bây giờ hai bạn đã vượt qua hai câu hỏi và phần thắng tạm nghiêng về bạn Thanh Tuyết. Nhưng mà đừng buồn, bây giờ chúng ta còn một thử thách cuối cùng để quyết định xem ai là người chiến thắng để mở từ khóa cuối cùng nhé. À, tôi sẽ hướng dẫn cho hai bạn là hai tay của các bạn phải cầm hai tấm phẳng như thế này bằng ba ngón tay. Và các bạn sẽ bỏ trứng lên hai tấm phẳng này. À, tôi sẽ giúp các bạn bỏ trứng lên và các bạn phải đứng bằng một chân và giữ thăng bằng như thế này. Không được rơi quả trứng nào hết, rất là khéo léo, và chúc mừng hai bạn đều mang giày cao gót.
Bây giờ nè, Thu đặt lên và hai bạn phải giữ được thăng bằng trước khi các bạn có một chân lên nhé. Lâm ơi, bây giờ chúng ta hãy giữ yên hai quả trứng trên hai tấm phẳng như thế này nhé. Và Thu hô 3, 2, 1 thì Lâm thả tay ra. Và đồng thời các bạn cũng phải giơ một chân lên nhé. Và nếu bạn nào rớt cả hai quả trứng trước thì bạn đó sẽ thua cuộc. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Co chân lên nào. Cố lên, cố lên. Một quả giữ một quả còn lại. Cố lên, cố lên. Một quả giữ một quả còn lại. Rồi, cẩn thận, còn một quả thôi, 50% cơ hội. Rồi. Rồi, toàn. Và Thanh Tuyết đã bị rơi một quả trứng cuối cùng. Điều đó đồng nghĩa với việc Thoại Mỹ giành chiến thắng trong phần thử thách này. Chúc mừng Thoại Mỹ. Vừa rồi quý vị được thưởng thức những phần vượt thử thách khá là cam go, căng thẳng, gay cấn của hai bạn khán giả khi tham gia cùng với Tôn Kinh Lâm. Mà bữa nay có một mình Hoài rapper mà Hoài cũng muốn trải nghiệm trò chơi này lắm. Nên ban biên tập đâu quyết định nâng cấp cái thử thách này lên. Chỉ cần ngồi chơi tại chỗ một mình thôi. Và đây chính là một bài kiểm tra để thử xem cái độ tiền đình của mình nó có vững hay không. Bây giờ chúng ta hãy đặt một chào banh lên đây với tư thế bàn tay như vậy. Rồi chúng ta xoay tại chỗ. Hãy đếm giúp Hoàng xem Hoàng có thể giữ trái banh này trên tay trong mấy vòng nha. Vô. Các bạn có gì? Thiệt. Đếm đi, đếm chưa vậy? Quay đếm giùm em không vậy? Trời, sao anh em siêu nhân vậy? Tiếng Việt nói sao em quên luôn rồi đó. Quay một bên hồi chữ nghĩa nó muốn văng ra ngoài luôn á trời. Ôi trời ơi, 79 cái máy quay trước mặt em kìa. Trời ơi, chảy nước mắt luôn mọi người ơi. Lúc đầu em tưởng trò này dễ em chứ. Tiền đình này em tính ra cũng tốt lắm á. Hơn 7 vòng là cũng ổn à. Quý vị đừng chuyển kênh, em đi ói một cái. Giải lao xong rồi, thiệt là thoải mái quá đi quý vị à. Chúng ta đang quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Và ngay sau đây sẽ là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Nhưng bên cạnh đó sẽ là những thử thách không chỉ là dành cho những người chơi, những khán giả hâm mộ, những đầu bếp, mà còn dành cho những nghệ sĩ ngôi sao nữa. Không biết là hình tượng thiệt là đẹp của họ có được giữ gìn trong chương trình này hay không. Nhất là Hoài rapper và MC Hà Thu. Nhất là Hà Thu đó. Thu ơi, em có lỗi với anh Lê Xuân Tiền lắm luôn á nha. Bác ảnh vừa ngậm chanh rồi vừa hát mà em hát chậm quá em ơi. Tiền ơi, cảm giác như thế nào? Có hồi hộp được ăn những cái món mà mình yêu thích không? Hồi hộp lắm, nhưng mà bên cạnh đó thấy những cái đồ vật mà đang trưng bày trên bàn nè. Không, mấy đồ chơi, trò linh, chơi tinh linh tinh mà. Bong bóng sắc màu đẹp hơn. Dạ chị Thu ơi. Dạ em có một sự trợ giúp cần anh Tiền giúp đỡ đây. Anh Tiền ơi, rồi em đọc thử thách giúp mình nhé. Hãy ngậm một lát chanh và hát một bài hát bất kỳ anh ha. Đói bụng mà bắt ăn chanh đầu tiên ác. Ok, thôi muốn ăn mà không lăn vào bếp thì mình phải Mọi người đã rất là biết cái tài năng diễn xuất cũng như là thần thái vẻ đẹp của mình rồi. Bây giờ đừng làm mọi người vỡ mộng nha. Không yêu cầu như một ca sĩ, nhưng mà sao cho nghe được thì hát nha. Sao cho nghe được thì hát nha. Có sợ chanh không mà nhìn có vẻ ngại dữ vậy? Chưa bao giờ sợ chanh như hôm nay. Anh ơi, anh ăn chanh đi để cho em còn lấy nước tương em làm nữa. Đúng rồi, Tiền làm như vậy là bạn sẽ không có nguyên liệu. Bây giờ Tiền ngậm chanh, Thu hát đi. Rồi ok, vậy ngậm chanh đi nha. Okay. Đừng có hối hận nha. 1, 2, 3. Ba thương con là con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta đều thương nhau. Ta là nhớ người nhau là cười ha ha. Rồi xong rồi đó. MC dễ thương không? Rồi, Thu Trà ơi, em có thể lấy được cái phần thương của mình rồi đấy. Ủa, em đâu chưa nghe anh hát mà. Em muốn nghe anh hát mới được hả? Thôi, thỏa lòng.
lòng mong ước của em ấy một chút nào không ngậm chanh nhưng mà hát một khúc đi cho em ấy vui. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Biết anh Tiền rất là đẹp trai mà tới ngày hôm nay là biết lại còn hát hay nữa. Thật là đáng ngưỡng mộ luôn á. Ngậm chanh không nói, bây giờ sẽ là thử thách liên quan đến gạo, mà phải từ nguyên liệu đó. Oren phải cố gắng thả thính làm sao liên quan đến món ăn đó, vậy mới khó chứ. Nhưng mà công nhận Oren rất là thông minh. Dạ chị ơi, em cần gạo để nấu cơm á, thì chị phải vượt qua thử thách là vận dụng nguyên liệu gia vị đang cần dùng để sáng tạo một câu thả thính để tặng người chơi. Trả lời câu hỏi của Thu trước là có hay đi thả thính không? Em biết thính là gì chưa? Biết thính là gì luôn. Giờ thả cái mọi người hết hồn chơi nè. Dạ. Không biết thính là gì mà để thả thính cho mọi người coi nè. Bây giờ là gạo đúng không? Ừ. Gạo thì dùng để nấu cơm. Đừng còn em là để anh thơm đi nè. Kính thưa quý vị, khẳng định là một lần nữa Ocean không biết thính là gì. Rồi. Trứng gà và cọng chỉ. Đây không phải là tựa đề của một câu chuyện ngụ ngôn, mà là thử thách dành cho Tôn Kinh Lâm đó, quý vị nhớ không? Anh ấy phải dùng cọng chỉ này và sử dụng nội công thâm hậu, võ công cao cường của mình để cắt trái trứng này ra thành 8 phần bằng nhau nữa chứ. Chà, trước khi xem lại phần thi của anh ấy, Đâu Hà Đã Bơ thử làm trước với Tôn Kinh Lâm là giao lưu với Hà Thu, thì Hà Thu chắc chắn là sẽ nhớ kỹ hơn. Còn bây giờ là Hoàng thử làm trước coi cắt bề nào cho nó tiện ta. Mọi người tư vấn em với. Đây bề này, đây bề này, đây bề này, đây. Cái khó là cái quả trứng này nó tròn quá, nó sẽ dịch chuyển tùm lum tùm la hết á. Khủng khiếp. Em cắt nó đẹp như là em dùng chỉ em tét cái bánh chưng vậy đó mọi người. Ờ, được hai mảnh rồi nha. Giờ mảnh tiếp theo nè. Nè, cái vị trí lòng đỏ nó bị nằm lệch qua một bên là tại cái trứng chứ phải tại em nha. Chứ đừng bắt là 8 phần bằng nhau giống nhau. Đấy, được phần khó rồi đó. Bây giờ một mặt cong, một mặt phẳng như vậy thì mình két làm sao mà két đẹp thì ngọt như mía lùi thiệt. Em thiệt là một người đàn ông đảm đang. Đây là một trong những bí quyết để cho quý vị khán giả, nếu lỡ như mình đi dã ngoại, mình đi du lịch mà mình không được mang dao theo đó mọi người, thì chúng ta có thể dùng chỉ nha, hay cắt những vật nó mềm mềm như bánh chưng, bánh tét chẳng hạn. Đó, em được 4 mảnh rồi nha. Bây giờ chuẩn bị tới 8 mảnh hả? 8 mảnh giờ sao? Trời ơi, giờ nó mỏng lắm rồi, sao không cắt theo hình dọc. Không hay mình cắt theo hình ngang đi. Hình ngang được không? Hình ngang đi. Ngang nha, em cắt hình ngang nha. Có điều hình như là Hòa Đá Bơ làm chậm hơn Tôn Kinh Lâm thì phải. Chứ Lâm cũng làm nhanh lắm. Ôi, trò này vui nè. Cũng an toàn nên các bé có thể thử trò này tại nhà. Nhưng mà nhớ là thử xong phải ăn cho hết, chứ không được bỏ thừa đồ ăn nha. Đồ ăn giờ quý lắm, nhất là trứng nữa. Đó. Cố lên, còn 2 miếng nữa thôi là hoàn thành được mục tiêu. Công nhận những sợi chỉ này tưởng như mong manh, nhưng mà cọng chỉ này lại có khả năng hữu dụng đến như vậy. Xong rồi, em đã tạo nên 8 miếng. Đây, 8 miếng trứng của em. Thấy hình như nó không được bằng nhau lắm thì phải. Để coi Tôn Kinh Lâm có làm cho bằng nhau được hay không với 8 miếng trứng này. Chị ơi, em cần trợ giúp. Bạn hãy nhờ người chơi thực hiện dùng chỉ và chia quả trứng luộc thành 8 phần bằng nhau. 8 phần bằng nhau. Và bây giờ Lâm phải dùng sợi chỉ này, không được dùng tay. Tách cái trứng này thành 8 phần. Wow. Bằng nhau thì càng tốt. Chưa bao giờ làm, nhưng Lâm sẽ cố. Ôi, chỉ thật mỏng nhỉ. Đây, đưa Thu sẽ cầm giúp cái dĩa cho. Rồi. Rồi. Rồi, 4 phần. Ây da. Thì mỗi phần mình tách làm 2 nữa là được. Đây, ra rồi. Tách từng cái đi, một cái thành 2. Rồi.
từng cái thôi. Dễ dàng hơn rồi. Ok. Đây, chúng ta có một cái trứng đã được cắt thành 8 phần bằng nhau. Tuy không đẹp mắt lắm nhưng mà cũng chấp nhận được. Ghi hình áo, không nói sớm. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Sau khi những khách mời đặc biệt, những nghệ sĩ và các khán giả hâm mộ trải qua những thử thách vô cùng cam go, bên cạnh đó là những chướng ngại vật gây khó khăn trở ngại trong quá trình chế biến, thì bây giờ hãy sẵn sàng với những cảm nhận sau khi nghệ sĩ được thưởng thức những món ăn ngon với đúng đơn đặt hàng của họ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Sau 20 phút miệt mài nấu nướng và đây là thành phẩm nhìn rất là ngon đúng không? Dạ, nghe mùi rất là thơm. Bây giờ hai món này thì Ocean thích thưởng thức món nào trước? Dạ, em thử món lạ trước đi. Món lạ này trước ha. Dạ. Lần đầu tiên ăn cơm hến đúng không? Dạ. Ngon quá. Có lạ miệng không? Vừa lạ vừa quen nữa. Quen hả? Nó giống như cái gì hả? Tại vì lần đầu nó giống như rau ăn bún bò. Rau nhưng ăn mà bún ăn bò. Với cơm hến. Đúng rồi, tại vì cái rau này thường thường mình cũng ăn với bún bò bằng cái rau này ha. Dạ. Mình cho nhận xét đi nào Ocean. Ngon. Không nói năng gì, chỉ lặng lặng ăn là biết như thế nào rồi đúng không? Bây giờ mời Ocean uống một miếng nước. Dạ. Mình bước qua món thứ hai nha. Rồi, bây giờ đến với món gà sốt mật ong. Nói ngon nữa là giận nha, phải nói cái gì nó sáng tạo hơn nha. Giờ cứ lẳng lặng ăn hết cánh gà, xong ăn xong cái bỏ chén xuống. Ngon hết rồi đó. Ngon quá. Ngon quá. Bây giờ có thêm được chữ. Có thêm chữ quá. Quá. Ngon quá. Vâng, thưa các bạn, bây giờ trên gian bếp của chúng tôi là hai siêu phẩm. Phải nói là hai siêu phẩm đúng không Tiền? Siêu phẩm đúng rồi, siêu phẩm miền Trung. Thu không hiểu vì sao các bạn có thể khéo léo đến mức độ như vậy, trang trí dùng cái salad để gói được cái gì ở trong... Dạ, đồ chua đó chị. À, đồ chua, chua mình ăn kèm với lại cơm chiên thì nó sẽ bớt ngán. Cơm chiên cay kiểu Indo. À, đó là cách mới mà bạn muốn thử trong ngày hôm nay để làm cho Tiền ăn đó. Bây giờ thì, Tiền muốn thưởng thức món ăn nào trước nào, mì Quảng hay là cơm gà? Ở cái tô mì Quảng này nhìn thấy cái sự đầy đặn á, nó làm cho người mình rất muốn ăn. Trứng cút cũng nổi lên này, gà nổi lên này, xong bánh tráng, xong rồi rau. Bình thường thì nó sẽ nằm riêng ra, nhìn rồi, ngon. Rồi bây giờ quá. Quyết định là muốn thưởng thức món nào trước nào? Thôi mình đi từ trái sang phải đi. Ok. Cơm xong rồi mình tới mì. Tại vì cái món này hơi lạ, cơm gà Indonesia. Em có thể hướng dẫn cách ăn cho anh Tiền ăn sao? Trước khi mà mình ăn á thì cái trứng rất là đẹp và mình chẻ đôi nó để lòng đỏ nó chảy vào cái cơm rồi. Và mình quyện cùng với cơm. Bây giờ Tiền làm theo hướng dẫn nào, chảy đôi cái lòng đỏ ra. Chảy đôi nó chảy vào cái cơm đúng không? Dạ. Wow, đó thấy chưa, phải có hướng dẫn sử dụng đấy. Thì... Rồi bạn rất là khéo luôn á, bạn làm cái trứng nó chín mà nó không chín quá. Rồi được nó rồi á. Dạ bây giờ thì mình ăn đi ạ. À, sau khi ăn xong thì mình gắp một miếng cải chua mình ăn kèm. Đây mình À thôi được chị đấy. Thì ăn đi không phụ lòng bạn. Ok. Dạ ăn với kèm với một miếng cải chua nữa, nó sẽ là dịu lại cái vị đó. Biết là có một cái vị quen quen mà chưa nghĩ ra là cái vị gì. À, đoán thôi nha, vị mắm. Dạ đúng rồi, chính xác. Mắm gì vậy anh Tiền? Mắm thì cũng đoán ra rồi nhưng mà mắm gì chứ? Mắm ruốc. Dạ chính xác luôn, đặc trưng của người miền Trung. Cái món này kết hợp lại rất là lạ. Ngon quá. Bây giờ Tiền uống nước xong thì tiếp tục thử cái món mì Quảng này nhé. Ngon quá. Thôi chị nhận xét vậy, chị không có thể kiềm chế được, chị thấy ngon. Ngon. Biết anh Tiền như nào? Gà rất là mềm, mềm nhưng mà vẫn còn cái độ dai của nó, đúng không? Độ chuẩn của cái mì Quảng là cái cần cái gà nó còn cái độ dai á, nó không được bể quá. Mềm quá thì mềm nó sẽ ngán. Quá, đúng rồi, nó sẽ ngán. Rồi cái nước mì á, bạn nấu rất là kỹ nên là ăn cái cọng mì nó cũng có luôn cái hương vị của gà trong đó. Cái bánh phồng tôm á, kết hợp nó cũng đặc biệt, rất là ngon.
Vâng, bây giờ hai món ăn của chúng ta đã được hoàn thành rồi, vô cùng hấp dẫn đúng không Lâm? Nhưng mà trước khi chúng ta thưởng thức thì chúng ta phỏng vấn hai bạn chút. Là Thoại Mỹ này, chắc là đây là lần đầu tiên mà em phải nấu ăn trong một cái điều kiện gọi là thử thách như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Thì khi mà em cột chân của mình lại và nấu ăn thì em cảm thấy như thế nào? Và công lực của mình có được phát huy 100% không? Dạ em thấy cột chân lại đi di chuyển rất là khó khăn, nó dướng. Với lại mà khi mình nấu nó không có thoải mái nữa. Nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị và cái món ăn của mình đúng không? Nhưng mà theo em để ý thì bạn rất là thông minh nha. Kiểu như là những cái gì mà bạn với không tới thì bạn sẽ dùng cái đấy, bạn sẽ múc. Là bây giờ là Lâm còn nợ bạn một sự trợ giúp đấy nhá. Thôi nhưng mà lỡ rồi thôi chị à. Nãy giờ bị hành quá chị hành. Còn Thanh Tuyết thì bạn phát huy được bao nhiêu phần trăm công lực của mình nè? Khoảng tầm 90%. Nếu mà phải giữ nước không đổ mà lại nấu được 90% thì cũng là xuất sắc rồi đúng không? Thật ra thì cái nước lên lưng mình á, mình nấu ăn nó nóng á, lâu lâu nước đổ lại thấy mát, thấy thích lắm. Ok, thế bây giờ chúng ta không thể đợi hơn nữa và phải thưởng thức các món ăn ngay thôi đúng không? Bây giờ Lâm muốn thưởng thức ếch sợi xả trước hay là cánh gà? Lâm sẽ thử cánh gà trước đi. Có vẻ thích ăn cánh gà nha. Bình tĩnh nha, công sức của hai bạn trong 20 phút. Bây giờ phát biểu cảm nghĩ đi nào. Như mẹ Lâm thì mẹ Lâm cũng sẽ làm y chang như vậy. Hình như đa số người miền Trung là sẽ làm kiểu cánh gà chim mắm, sẽ làm theo kiểu khô. Em có phải là người miền Trung không? Đồng hương. Cô đặt sốt theo kiểu như miền Nam mình. Như Lâm thì kể từ khi mà em biết nấu ăn thì em sẽ làm theo kiểu có sốt. Có thêm một chút sốt. Để cho có sốt để ăn cho hao cơm ấy. Cho đấy, nó đỡ khô hơn nữa đúng không? Đúng rồi, nhưng mà từ giờ ăn cái món này em phải công nhận một điều là cảm thấy rất là nhớ mẹ. Y chang cái món mẹ em làm. Vui không, vui không? Rồi, bây giờ Lâm uống một ít nước nhé. Vâng, để mình cân bằng lại. Vâng. Bây giờ chúng ta đến với món ếch xào xả nào. Ok. Nếu chấm thêm điểm 10 thì em sẽ chấm theo tầm 7 điểm. Ồ, khắc khe quá không? Bởi vì nó hơi mặn một chút xíu. Vừa đủ độ cay. Có điều là nó hơi bị mặn một chút xíu thôi. Còn lại là mọi thứ vẫn ổn hết. Nhưng mà dù sao đó cũng là một tấm lòng. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi 7 trên 10, bây giờ mình chấm cái này mấy trên 10 đã nè. Như thế nào? Từ cái lúc mà mình nhìn là mình đã có cái sự quen thuộc gì đó đối với cái món này rồi. Khi mà ăn vào là đúng y cái vị của khi mà mẹ Lâm nấu luôn. Vậy bây giờ món giành chiến thắng ngày hôm nay là? Ok, anh sẽ chọn món này. Vậy là món ăn giành chiến thắng trong ngày hôm nay đến từ bạn Thanh Tuyết. Chúc mừng! Tập phát sóng ngày hôm nay đúng vào khung giờ, thật là đói bụng luôn đó quý vị. Cứ mỗi tuần như vậy, chúng ta đều được thưởng thức những món ăn ngon, những trải nghiệm thú vị, những chia sẻ rất là cảm xúc và ý nghĩa đến từ gu ăn uống và sở thích ăn uống của từng nghệ sĩ, từng khách mời. Và chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe khi đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Bởi vì sao? Ngoài những món ăn dinh dưỡng thì món ăn tinh thần cũng cực kỳ quan trọng trong đời sống của chúng ta. Kính chúc quý vị thật là nhiều bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau vào lúc 17:50 Chủ nhật trên kênh HTV7 với Khẩu Vị Ngôi Sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào và hẹn gặp lại.